anh em cũng tiếp tục gom lúa nè. Hôm nay vô chính vụ rồi cho nên rất là nhiều, đằng kia có một chỗ vừa ra lúa tập kết lúa về thì rất là nhiều luôn. Chứ không có chị, không có chở lên sấy nha. Chở lên bên đó. Cái máy cậu lúa chạy xuống nữa. Đây máy chuẩn bị về ra. Máy đang chạy xuống. Các bạn ơi, cái tua điện thoại nó nóng quá.
tới đây còn một lối nữa là xong nhà thì không đắt. Chào các bạn.